Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ dạy các em nội dung cuối cùng trong chương thứ nhất. Đó là các loại mã số. Trong các loại mã số mà thầy dạy các em ở nội dung này thì mã BCD là loại mã mà các em sẽ rất hay sử dụng sau này. Thầy muốn nhấn mạnh điều này để các em có sự chú ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu học loại mã đầu tiên nhé các em. Mã BCD được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh đó là Binary Coded Decimal. Chúng ta dịch sang tiếng Việt có nghĩa là số tập phân được mã hóa bằng số nhị phân. Mã BCD là mã nhị phân 4 bit tương ứng với các số tập phân có giá trị từ 0 cho đến 9. Người ta sử dụng các cái số nhị phân 4 bit từ 0, 0, 0, 0 cho đến là 1, 0, 0, 1 để biểu thị cho các số tập phân có giá trị từ 0 cho đến 9. Các cái số nhị phân tương ứng với các số tập phân có giá trị từ 10 cho đến 15 thì không phải là mã BCD nhé các em. Để hiểu rõ hơn về loại mã BCD này thì các em cùng với thầy giải các cái ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, chúng ta chuyển số tập phân 248 sang mã BCD. Cách làm là các em sẽ thay thế các cái chữ số tập phân bằng các số nhị phân 4 bit. Số 2, chúng ta có số nhị phân 4 bit tương ứng là 0010. Số 4 thì chúng ta có số nhị phân 4 bit tương ứng đó là 0100. Và số 8, chúng ta có số nhị phân 4 bit tương ứng đó là 1000. Ví dụ thứ hai, chúng ta chuyển mã BCD này sang số tập phân. Cách làm là các em sẽ chia số nhị phân này thành các nhóm 4 bit. Sau đó các em sẽ thay thế số tập phân với các số nhị phân 4 bit này. Chúng ta chia số nhị phân 4 bit này thành các nhóm 4 bit như thế này. Sau đó chúng ta sẽ thay thế các cái số nhị phân 4 bit này bằng các số tập phân tương ứng. 0011 chúng ta thay bằng số 3. 0100 chúng ta thay bằng số 4. 1001 chúng ta thay bằng số 9. Và 0101 thì chúng ta thay bằng số 5. Như vậy chúng ta đã chuyển mã BCD này sang số tập phân tương ứng đó là 3, 4, 9, 5. Các em học sang loại mã thứ hai, đó là mã thừa 3. Mã thừa 3 được tạo thành bằng cách cộng thêm 3 đơn vị vào mã BCD. Thầy lấy ví dụ, số tập phân là số 3, theo mã BCD là 0011. Sẽ có mã thừa 3 tương ứng là 0, 1, 1, 0. Tại sao chúng ta được kết quả này? Chúng ta biết là số 3 có cái mã BCD tương ứng đó là 0, 0, 1, 1. Chúng ta cộng số 3 này với 3 đơn vị nữa. 3 cộng với 3 tức là bằng 6. 6 thì tương đương với mã nhị phân đó là 0, 1, 1, 0. Tiếp theo các em học sang mã thứ ba, đó là mã gray. Mã gray có các cái đặc điểm sau đây mà các em cần phải chú ý. Thứ nhất, mã gray là loại mã không có trọng số. Đặc điểm thứ hai của cái loại mã này đó là hai tổ hợp mã kết tiếp nhau thì chỉ khác nhau một bit mà thôi. Mã gray có thể được suy ra từ mã nhị phân bằng cách bit đứng bên phải bit 1 của mã nhị phân khi chuyển sang mã gray phải đảo bit. Thầy lấy ví dụ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển mã nhị phân 1001
111 sang mã gray, thì chúng ta sẽ được cái mã gray tương ứng với cái mã nhị phân này, đó là 11100. Tại sao chúng ta có được cái mã gray này? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Viết số 0 ở đây, đứng bên phải viết số 1 này, thì chúng ta sẽ đảo viết số 0 này thành 1. Còn cái viết số 1 này, đứng bên phải viết số 1 này, chúng ta đảo thành 0. Và viết số 1 này, đứng bên phải của viết số 1 này, cho nên chúng ta sẽ đảo viết số 1 này thành viết số 0. Loại mã cuối cùng mà các em sẽ học trong nội dung này, đó là mã ASCII. Mã ASCII được viết tắt của cụm từ tiếng Anh đó là American Standard Code for Information Interchange. Chúng ta dịch sang tiếng Việt có nghĩa là mã chuẩn của Mỹ dùng để trao đổi thông tin. ASCII là bộ ký tự và bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái Latin. ASCII sử dụng số nhị phân 7 bit, tương đương với số thập phân từ 0 cho đến 127, để biểu diễn thông tin về ký tự. ASCII thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác. Nó cũng được dùng bởi các thiết bị điều khiển làm việc với văn bản. Đây là bảng mã ASCII. Như thầy đã nói ở trên, là người ta sử dụng số nhị phân 7 bit, tương ứng với các số thập phân có giá trị từ 0 cho đến là 127 để biểu diễn cho các ký tự như các em thấy ở đây. Thật ra thì cái loại mã ASCII này chúng ta ít sử dụng trong cái môn học này. Sau này các em có sử dụng cái bảng mã này thì các em có thể tìm hiểu thêm thông qua tài liệu sách vở. Như vậy là chúng ta đã học xong cái chương thứ nhất ở đây. Thầy hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Thầy chúc các em học tốt.